Trước màn hình anh em đang xem là chiếc đầu cassette của Pioneer. Model của nó là CTF650. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái phần nội thất của nó. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành thâu một đoạn băng và phát lại một đoạn băng để cho anh em nghe. Ốc mình đã mở sẵn rồi. Và nguồn điện của chiếc đầu cassette này là nguồn điện 120V. Anh em có thể cắm 110V cũng được, hoặc 100V cũng được, nhưng nghe nó hơi yếu một chút thì tốt nhất là cắm 120V. Ở đây nó có nút time start này, nút này nó hơi zip một chút. Anh em về có thể tra dầu vào, nó hơi zip một chút anh em ạ. Còn đâu tất cả là hoạt động hoàn hảo hết, mỗi lúc này nó hơi zip một chút thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành thâu một đoạn băng và phát lại đoạn băng cho anh em nghe. Và sau đó thì tiến hành mở lại bài hát vừa thâu. Cái băng này thì nó hơi cũ rồi, tại vì cái băng này là băng học tiếng Anh của thằng cu lớn để rất là lâu rồi. Mà băng này nó cũng không phải là băng chất lượng cao. Và thôi thâu tạm cho anh em xem cái chức năng của nó thôi. Đấy, điều đầu tiên là chúng ta bấm hai nút record và play cùng một lúc thì cái đèn này nó sẽ sáng. Hoàng hôn buông xuống.
chúng ta thu đến đây thôi. Bây giờ tua lại. Để nấc giữa này thu to thu nhỏ, còn nấc này là nấc khi mà nó là volume, mà khi mà bật băng bình thường. Và chiếc đầu cassette Pioneer, model của nó là CTF650 này, bên Việt Vinh Audio bán với mức giá là 1,9 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt tất cả anh em.